hàng sẽ unbox một bộ sản phẩm mới của Rose Gold Secret Fresh Cream, bộ đôi sữa rửa mặt và kem dưỡng. Thực ra thì Hà đã dùng rất là nhiều các cái sản phẩm rồi, và đến khi mà mình dùng sản phẩm của Rose Gold thì mình cảm thấy đây đúng là chân ái. Và từ khi mà biết đến cái bộ đôi này thì Hằng đã dùng không biết là bao nhiêu cái bộ set như thế này rồi. Bây giờ thì cùng unbox bộ sản phẩm mới này cùng với mình nhé. À, thì đây là sữa rửa mặt của Rose Gold Secret Forest Cream. Sữa rửa mặt của Rose Gold nó có những thành phần thiên nhiên rất là dịu nhẹ, nên mọi người sẽ không thấy rằng là có quá nhiều bọt. Cách sử dụng đó là các bạn chỉ cần từ 1 đến 2 pump, sau đó các bạn hòa tạo bọt và chúng ta massage lên trên da mặt của mình. Và sau khi mà rửa xong ấy thì nó sẽ không để lại cái cảm giác bị cái da bị khô, bị căng như là các sữa rửa mặt thông thường. Mình sẽ đến cái đoạn thứ hai là cái kem dưỡng. Đầu tiên là trong hộp là sẽ có hướng dẫn sử dụng như này. Tiếp theo các bạn sẽ mở ra và trong đó hộp rất là nặng. Cái hộp này nó ở trong thì đã có sẵn cái hút cho mình rồi, rất là cute, rất là cute. Và còn đây là cái chất kem. Thơm nha. Ấn tượng đầu tiên với Hằng thì đó là cái mùi của kem. Một cái mùi hoa hồng thơm rất là sang, rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào. Và khi mà cái kết cấu kem ấy, thì khi mà mình thử và mình trải nghiệm cái kết cấu kem này ra trên tay của mình, thì khi mình thoa ra ấy thì mình cảm giác là kem nó tan luôn thành nước, và nó để lại một cái lớp mọng nước ở trên bề mặt da của mình, ngay lập tức cung cấp cho cái làn da của mình một cái lớp cấp ẩm, một cái lớp dưỡng chất để giúp cho da khỏe hơn và đẹp hơn. Công dụng chính của kem dưỡng này đó là cấp ẩm, phục hồi cũng như là làm cho sức đề kháng của da một cách khỏe hơn. Chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này 2 lần một ngày, buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đối với Thu Hằng thì tiền đề cho một làn da đẹp thì đó là một làn da khỏe và được cấp đầy đủ ẩm. Và sản phẩm này thì dành được cho tất cả mọi loại da và tất cả mọi giới tính. Chúc cả nhà có một làn da khỏe, đẹp, rạng rỡ cùng với bộ đôi Secret Forest của nhà Rose Gold nha.